ngải yêu là gì vén màn bí mật về bùa ngải yêu bản quyền video này thuộc về thầy bá vi nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý từ thầy bá vi ngải yêu đã có từ rất lâu đời về trước chúng được lưu truyền trong dân gian từ đời này qua đời khác cùng với sự phát triển của xã hội loại bùa ngải này ngày càng được nhiều người sử dụng trong đời sống hiện nay vậy thực chất ngải yêu là gì chúng có tác hại gì và cách giải như thế nào một ngải yêu là gì có lẽ mỗi người chúng ta đều ít nhất nghe qua một lần bùa ngải yêu nhưng liệu có mấy người hiểu đúng ngải yêu là gì thậm chí trong đầu của nhiều người luôn nghĩ bùa ngải là thứ kinh khủng ma mị đem tới những tai họa khôn lường thực chất ngải yêu là một loại bùa yêu được tạo thành qua quá trình luyện câu ngải một loại cây thuộc dòng thảo dược trong nhiều năm tại vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm, kết ánh sáng, ngải yêu sẽ trở thành một loại thuốc có sức mạnh tâm linh gắn kết tình cảm giữa hai người. Mục đích ban đầu tạo ra bùa ngải yêu là để giúp các chàng trai nghèo hay cô gái xấu xí có được nơi nương tựa. Thông qua ngải yêu, họ sẽ có được tình cảm của đối phương, từ đó thành gia lập thất, xây dựng một tổ ấm cho mình. Tuy nhiên, giờ đây, với sự phát triển của xã hội mưu cầu của con người cũng lớn hơn nên ngải được dùng với nhiều mục đích khác nhau có người dùng để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt trong chuyện tình cảm của mình có người lại sử dụng để mê hoặc làm đối phương nảy sinh tình cảm với bản thân hai hậu quả khi sử dụng ngải yêu là gì trước những tác dụng tuyệt vời của ngải yêu hiện nay đã có không ít người sử dụng chúng trong thực tế tuy nhiên vẫn có một số người lo ngại về hậu quả khi dùng nó Xin thưa điều này hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích sử dụng của bạn. Nếu như dùng buồn ngãi với mục đích tốt đẹp, chân chính như cầu may mắn, thuận lợi, hạnh phúc, sức khỏe tốt thì ngải sẽ không gây hại cho bản thân. Ngược lại nếu sử dụng chúng để thực hiện những việc xấu xa như mê hoặc phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì chắc chắn bạn sẽ phải gánh những nghiệp tất yếu về sau. Ba dấu hiệu bị trúng ngải yêu là gì? bản thân chúng ta chẳng ai muốn bị bỏ bùa ngải nhất là khi phục vụ mục đích không tốt vậy dấu hiệu bị trúng bùa ngải yêu là gì nếu bị trúng bùa lành tính bùa của các thầy pháp cao tay một người thường như bạn sẽ khó lòng mà nhận ra bởi triệu chứng của chúng không rõ ràng còn nếu bị người khác hãm hại người bị bỏ bùa ngải sẽ thương bị đau nhức dữ dội cơ thể mệt mỏi cùng với đó là tinh thần bấn loạn Lo lắng, đầu óc không tập trung. Ngoài các dấu hiệu trên, bạn có thể thử xem bản thân có bị bỏ bùa ngải không qua một trong các cách sau. Dùng trứng gà luộc chín lăn trên người, nếu lòng đỏ bên trong chuyển sang màu đen thì bạn đã bị trúng bùa, màu đỏ tươi tức là đã ở tình trạng rất nặng. Nhai một nắm đậu nành hoặc đậu đen, nếu có mùi tanh thì bạn đã dính ngải. Ngậm cam thảo nếu nôn ra nước cam thảo tức là bản thân đã trúng độc bùa ngải. Muốn cách giải ngải yêu, khi đã dính bùa, trước hết bạn cần phải thật bình tĩnh, sau đó bạn hãy ngồi thiền tập dưỡng sinh giúp nâng cao sức khỏe, tinh thần được thoải mái. Dọn dẹp thay đổi môi trường sống cho tốt hơn, sạch sẽ hơn. Đi chùa để tâm hồn được thanh thản. Đồng thời, để loại bỏ bùa chú, bạn có thể áp dụng một trong các cách giải ngải yêu như sau dùng trứng gà luộc đã bóc vỏ lăn lên người để hút tà khí ra khỏi cơ thể. Dùng hùng hoàng, tỏi và cây thạch xương bồ uống với nước để đi cầu ra trùng độc. Năm địa chỉ giải ngải yêu hiệu quả, các cách làm trên chỉ mang tính tạm thời, không dứt điểm, loại tận gốc ngải yêu ra khỏi người. Vì vậy, cách giải ngải yêu hiệu quả nhất chính là nhờ tới thầy Pháp cao tay, có năng lực, trình độ thăm sâu hơn người luyện bùa ám toán bạn. Nếu bạn vẫn chưa tìm được cho mình địa chỉ giải ngãi yêu hiệu quả thì hãy tới với thầy Tá Vi. Thầy là thầy bùa dân tộc Thái Quỳ Hợp, không chỉ am hiểu về việc luyện bùa ngải mà thầy Tá Vi còn rất giỏi cách hóa giải ngãi yêu. Với vốn hiểu biết sâu rộng, nắm rõ từng loại bùa chú cùng năng lực cao tay, thầy nhanh chóng xác định đúng loại ngãi đang bị yểm trên người, từ đó đưa ra được phương pháp giải hiệu quả, triệt để giúp cơ thể không bị chi phối quay lại là chính mình. Hiện thầy đang sinh sống tại Nghệ An, tuy nhiên, nếu bạn không có điều kiện để tới tận nơi, bạn có thể liên hệ qua điện thoại hoặc Zalo, Viber, về đức hát sáp theo số 0918334190 hay email cua so tiên di 255 gmail com thầy sẽ hỗ trợ hết mình. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy phá vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy phá vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Anh chỉ cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về buồn ngãi thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chỉ nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về bùa ngãi nhé.